Mọi người đang nghe chuyện tại kênh YouTube Top Chuyện Hot. Nhắc lại tập trước, Đoàn Gia Hứa đã đến trường Tang Chỉ cùng học với cô. Đám bạn Tang Chỉ thấy vậy đã trêu cô. Tang Chỉ, hôm nay bạn trai cậu đi học với cậu à? Tang Chỉ đang ngơ ngác chưa biết trả lời sao. Thì cô bạn đã hỏi Đoàn Gia Hứa bạn học khoa nào. Đoàn Gia Hứa vẫn mặt dày không xấu hổ, coi mình như sinh viên đáp khoa phần mềm. Cậu là sinh viên năm nhất sao? Ừ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Tang Chỉ nghĩ anh đúng là biết giả vờ ghê chưa. Đoàn Gia Hứa còn ghé lại gần cô nói, nè hai chúng ta giờ cùng lớp. Tang Chỉ không nhịn được nói, anh có liêm sỉ chút đi. Giờ đến lượt Đoàn Gia Hứa buồn ngủ, anh ngủ một lát nhé, em nhớ nghe giảng cho đàng hoàng đó, không được mất tập trung. Nhưng nếu em muốn thì cũng có thể hôn trộm anh. Tang Chỉ xấu hổ lấy sách đánh anh đừng có mơ, đúng là không thể nói chuyện liêm sỉ với anh mà. Sau một hồi giảng bài, cô giáo cũng phát hiện có học sinh ngủ trong giờ liền gọi. Bạn sinh viên đang ngủ kia đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi. Bạn bên cạnh giúp cô gọi bạn đó dậy. Anh Gia Hứa, cô giáo gọi anh kìa. Đoàn Gia Hứa còn ngái ngủ mơ màng đứng dậy. Tuy nhiên khi nhìn câu hỏi trên bảng thì anh lập tức trả lời. Trả lời chính xác, ngồi xuống đi, không được ngủ nữa nghe rằng cẩn thận biết chưa. Câu trả lời của anh khiến đám Tang Chỉ kinh ngạc. Cô bạn của Tang Chỉ còn sửng sốt hỏi anh, nè bạn chỉ đi học cùng bạn gái thôi mà, sao lại biết đáp án môn này vậy? Bọn tôi đều không biết đó. Ồ, tôi vào học thì mới dạy kèm cho bạn gái được chứ. Câu trả lời của anh đối với hai cô bạn kia là 10 điểm không có, nhưng đúng là bạn trai nhà người ta. Tang Chỉ nghi ngờ anh chém gió liền hỏi nhỏ, anh học qua thật rồi ư? Lúc nãy anh không ngủ, anh có nghe giảng đó. Hết tiết, Tang Chỉ dẫn anh đến căng tin ăn cơm. Hôm nay đành mượn thẻ cơm của em, bữa khác anh mời em nhé. Không cần đâu, có hết bao nhiêu tiền đâu. Miễn phí ư? Ừ, em mời anh. Được vậy, lần sau anh lại đến. Anh đúng thật không biết xấu hổ gì hết. Tang Chỉ vừa ăn vừa nghe thấy mấy cô bạn bên cạnh đang bàn về chuyện đi thực tập. Mới năm nhất mà hè này cậu định đi thực tập rồi ư? Ừ, tại về nhà tớ cũng chẳng có gì làm. Mà hè này bạn trai tớ cũng ở lại không về. Tang Chỉ nghe vậy chợt nhớ chỉ còn 2 tháng nữa là nghỉ hè rồi. Cô cũng không muốn về. Vậy là lấy điện thoại nhắn cho Tang Diên. Anh, hè này em không muốn về. Em muốn đi thực tập. Em còn trẻ mà không muốn lãng phí thanh xuân. Anh nói với ba mẹ giúp em nhé. Nếu lần sau anh còn bị bắt đi xem mặt em sẽ nói giúp anh. Tang Diên không đồng ý hay phản đối mà hỏi lại, tên bạn trai nghiên cứu sinh kia hè này cũng không về à? Tang Chỉ nghe vậy chột dạ. Tang Diên lại nhắn, nghỉ hè thì vác xác về đây. Cách cái màn hình điện thoại anh mày vẫn thấy mày nói dối đỏ mặt đấy. Em đi thực tập thật mà, liên quan gì đến bạn trai ở đây? Em đừng có kiểu yêu vào là như mất não như thế. Hồi cấp 2 chạy đến Nghi Hà tìm tên người yêu qua mạng gì đấy thì thôi đi. Anh coi như khi đó em đến giai đoạn phản nghịch. Còn hè này mà em không về, anh sẽ bay thẳng đến Nghi Hà đánh gãy chân em rồi lôi về đó. Anh là chưa có người yêu nên ganh tị với em chứ gì. Anh đừng có như vậy. Này nhóc, anh mày có người yêu rồi. Biết làm sao được, con gái nhà người ta chủ động theo đuổi anh lâu thế. Nếu không đồng ý thì... Cách cái màn hình điện thoại đọc tin nhắn của Tang Diên mà Tang Chỉ vẫn tưởng tượng được dáng vẻ tự đắc kiêu ngạo của Tang Diên khiến cô nổi hết da gà. Hôm nay là sinh nhật Đoàn Gia Hứa, nên Tang Chỉ đã đi mua bánh sinh nhật cho anh. Lúc này có hai mẹ con nhà nọ đang cãi cọ to tiếng. Mày có bị điên không, mày nào cũng chạy theo thằng con của cái tên xúc sinh kia đòi tiền thì cũng thôi đi. Giờ mày còn đòi cưới nó nữa, mày không thấy hổ thẹn với bố mày sao? Con làm thế là muốn giày vò anh ta cả đời. Mày đừng có điên nữa, trên đời này hết đàn ông rồi à? Nếu mày thật sự cưới thằng họ Đoàn đó thì tao sẽ đánh gãy chân mày. Vậy không lẽ cứ để cho Đoàn Gia Hứa sống vui vẻ như chưa hề có chuyện gì sao? Tang Chỉ lúc này nghe thấy tên Đoàn Gia Hứa mới quay sang nhìn hai mẹ con nhà kia. Thì ra là Khương Dĩnh. Cô ta vẫn đang to tiếng nói, anh ta muốn hạnh phúc sống với người khác ư? Đừng có hòng.